Một người đến và hỏi vị sư già: "Thưa thầy, con người kỳ lạ ở điểm nào ạ?" Vị sư già trả lời: "Khi còn nhỏ, họ muốn lớn nhanh, sau này lại than thở mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau đó lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ không ngừng lo lắng cho tương lai, nhưng lại coi nhẹ hạnh phúc ở hiện tại. Vì vậy, họ không sống ở hiện tại, mà họ cũng chẳng sống ở tương lai. Họ sống như thế sẽ không bao giờ chết đi. Đến khi cận kề cái chết, lại như chưa thể bao giờ được sống."